Xin chào Mikel, để nói sau trận, chắc việc bỏ lỡ những cơ hội của pháo thủ đã góp phần định đoạt trận đấu nhỉ? Hoàn toàn là như vậy. Tôi không nghĩ tỷ số đã thể hiện đúng màn trình diễn hôm nay của cả đội. Và để nói, nhìn vào diễn biến giữa hai khung thành, ở nhiều thời điểm, chúng tôi là đội chơi hay hơn. Chúng tôi làm được nhiều thứ theo kế hoạch. Cách mà các cầu thủ của tôi đã trình diễn đã cho thấy được sự can đảm của họ, giúp chúng tôi chơi đầy ý đồ và họ nắm bắt được trận đấu. Họ đã thực sự nâng tầm trình độ hôm nay, nhưng không may, những trận cầu này được định đoạt trong vòng cấm. Và đó là sự khác biệt quan trọng hôm nay, khi không thể có được gì cả từ trận đấu. Không may là vậy. Kết quả này, nó cho thấy sự chênh lệch rõ giữa hai đội nhỉ? Ông nghĩ sao? Nó có sự khác biệt ở trận hôm nay. Còn thì tôi không nghĩ có điều gì khác ngoài chuyện đó. Chúng tôi đã thu hẹp chênh lệch rất nhiều, nhưng nó đã không đủ vì chúng tôi đã lại tạo cơ hội cho họ. Họ đã lại tận dụng để ghi hai bàn. Tôi không vui với những bàn phải nhận, nhưng đó là bóng đá. Khi có cơ hội, phải tận dụng, gây tổn thương cho đối thủ, phải có được gì từ đó. Hẳn Ramsdale đã rất thất vọng với bàn thua đầu tiên nhỉ? Cậu ấy sẽ thấy buồn, nhưng bóng đá là vậy. Giống như phải nói đến những lần cậu ấy cứu thua cho cả đội, những trận thi đấu tuyệt vời. Hôm nay cậu ấy cũng đã có những khoảnh khắc rất hay, giúp chúng tôi thực hiện kế hoạch như mong muốn trước Liverpool. Nhưng không may, lại nhận hai bàn thua ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Thế phản ứng của các cầu thủ trong phòng thay đồ ra sao? Liệu họ chịu được thất bại này chứ? Họ chịu được chứ, vì các cầu thủ biết rằng họ đã chơi tốt ra sao. Khi ai cũng có thể nói là trong cả hai trận thua City lẫn Liverpool thì chúng tôi đã chơi tốt, song phẳng và xứng đáng nhiều hơn những kết quả đó. Tuy nhiên thực tế là chúng tôi đã không thắng. Để nói thì mọi chuyện được định đoạt trong vòng cấm. Dù ở trận đấu với City, đó là vấn đề kỷ luật khi bị đuổi người. Khi mà trận đấu diễn ra đẳng cấp cao như thế này, một chuyện tự nhiên đã rất khó, thì nó sẽ được định đoạt bởi những chi tiết, những chênh lệch nhỏ, điều mà các cầu thủ của tôi sẽ luôn phải cố gắng để xử lý. Hôm nay họ đã chắc chắn làm tốt đôi lúc, giúp chúng tôi gần như đã có thể ghi được bàn mở tỷ số rồi. Liệu ông sẽ phải tìm cách để vực dậy tinh thần của cả đội? Vâng, bởi vì mỗi lần phải nhận một trận thua, các cầu thủ đều cảm thấy đau. Chúng tôi đã không muốn mạch thắng bị dừng lại, nhưng như đã nói, chặng đường tới cuối mùa giải sẽ chẳng thẳng băng đâu. Chuyện bây giờ sẽ là cách chúng tôi đối phó lại nó. Hẳn ông phải rất ấn tượng với màn trình diễn của các đội hôm nay và Martinelli phải không? Một lần nữa để nói, tôi rất hài lòng với cách cả đội đã trình diễn. Họ đã chơi đầy can đảm. Tôi hài lòng với cách họ đã chiến đấu. Để nói tôi hiểu nó khó khăn ra sao khi đối đầu với một đội bóng tuyệt vời như Liverpool, vì tôi từng ra sân rồi, khi mà họ áp đảo mọi mặt của trận đấu, cũng như cái cách mà họ làm việc đó. Nhưng qua đó, chúng tôi cũng đã khiến được họ sơ hở, tạo ra nhiều nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã áp đảo được họ, chơi đầy can đảm, cho thấy rằng chúng tôi cũng có thể chơi giống như đối thủ. Chuyện đó không dễ dàng chút nào đâu, tin tôi đi. Ông đã nói về mặt tinh thần, thế còn mặt thể chất? Hẳn là có quá ít thời gian để chuẩn bị cho Villa nhỉ? Cảm ơn ban tổ chức giải ngoại hạng. Họ thậm chí còn làm thêm cái lịch tới đây khi chúng tôi đã Chelsea, Roman United. Hẳn nếu họ muốn tạo cho các đội bóng này lợi thế gì, thì lúc này tôi phải nói cảm ơn họ rất nhiều về chuyện đó. Liệu các cầu thủ sẽ sung sức kịp chứ? Vâng, 100% luôn, đừng lo gì cả. Hôm thứ Bảy tới, các cầu thủ sẽ lại có mặt đầy năng lượng thôi. Họ sẽ ngủ và ăn kỹ. Phải nói là cảm ơn rất nhiều nhé ban tổ chức giải ngoại hạng khi sắp lịch như thế này. Rất rất có lợi luôn. Liệu ông đã gửi kiến nghị về lịch thi đấu với Chelsea chưa? Vâng, hoàn toàn là vậy, vì nó không công bằng mà. Họ làm vậy không công bằng. Nhưng họ đã quyết không thay đổi gì sao? Không, họ luôn có lý do vì đại BT hay đại Sky mà. Nó là vậy đó. Chỉ có một phía chịu tác động, đó là Arsenal. Cũng là điều duy nhất tôi bận tâm. Chúng tôi bận tâm vì Arsenal. Và vì Arsenal, chuyện đó không công bằng.